vị thân mến, theo tôi quan sát thì anh chị đang rung cầm cập cầm hai cái bảng này. Anh không rung, chị Lê. Hai người họ không cãi nhau nữa bởi vì họ đang tập trung tinh thần để nhớ về những kỷ niệm của nhau. Và em sẽ có 10 câu hỏi, anh chị chỉ cần trả lời được 7 trên 10 là thắng, thua thì bị phạt. Câu số 1, ai là người có ảnh hưởng lớn nhất trong cuộc đời của anh Natalie? Ghi đi, không có gợi ý nào, ghi đi. Cái này chị biết mà. Thực ra nó quá đơn giản đúng không? Xay ra, kết quả. Mẹ, cảm ơn ạ. Câu số 2, ca khúc nào của chị Mỹ Lệ mà anh Natalie thích nhất? Ghi đi ạ. Không nhìn đâu. Không nhìn đâu. Mình coi sao cho con mình ở nhà nó coi, nó thấy mẹ không ăn gian. Kết quả là Và cơn mưa tới. Đúng rồi, em cũng nghĩ bài này luôn á. Câu tiếp theo, anh Natalie đã trở thành người mẫu và là một trong những gương mặt Á Châu sáng giá vào năm bao nhiêu tuổi? Ôi, anh còn không nhớ mà Lệ sao nhớ đâu. Kết quả là 16 hay 17 chị? Đoán vậy không biết năm nào. Thế là được rồi, 16, 17. Em đúng bất ngờ luôn á. Rồi, 16 tuổi, gương mặt Á Châu, bôi bản đi anh. Món quà gần đây nhất mà anh Natalie tặng cho chị Mỹ Lệ là gì? Em có tặng quà cho chị bao giờ đâu. Đổi lại là chị tặng anh được không? Không, bây giờ em nói món quà cuối cùng mà anh tặng cho chị. Là em sẽ tặng cho chị. Em sắp tặng chị cái gì? Dạ. Mà ngày nào chị đòi em, trời ơi. Ngày nào chị đi. Kết quả là viết lời ca khúc, lời bài hát. Wow. Công khai rồi nha. Bữa giờ chị đòi nợ không á? Câu tiếp theo ạ. Anh Nathan Lee rất thích nuôi thú cưng. Vậy chú cún mà anh Lee cưng nhất tên gì? 2, 3. Đưa bản ạ. Này chị biết sao không? Sao? Chị không có thích chó. Nhưng mà chị gặp nó thường xuyên mà giờ chị không nhớ tên nó. Không nhớ. Cái tên là Noel nha chị. Em quá thất vọng. Ca khúc mà cả hai thích song ca với nhau nhất? Ash. Bài này thật ra là... Thôi em không nói. Đây là một bài mà Ly sáng tác. Sẽ quay về, đúng rồi ạ. Luôn hả? Wow. Câu tiếp theo ạ. Ngoài khả năng ca hát và làm người mẫu, Nathan Ly còn giỏi trong lĩnh vực nào? Anh giỏi cái gì anh kia hả? Ok. Rồi, kết quả là... Xảy ra. Nấu ăn không biết, chưa bao giờ ăn đồ ăn Ly nấu cho nên là chị không biết nha. Bất động sản kiếm tiền. Sao em không ghi bất động sản ta? Cái này là được tính không ạ? Dạ không ạ. Ủa, bất động sản không kiếm tiền còn gì nữa? Yeah. Rồi, kiếm tiền, ta kinh doanh, ta buôn bán online, ta làm đủ thứ. Thực sự ra là nghề chàng bất động sản mà chàng không ghi vô. Dạ. Câu tiếp theo. Món ăn chị Mỹ Lệ thích nhất? Kết quả? Bún bò Huế, món Huế. Yeah, là Huế. Yeah, là được. Huế. Không có yeah, yeah gì trơn, yeah, Huế nó còn có bánh nậm. Nhưng nó là Huế, ok. Anh Natalie, một lần nữa em nhắc anh muốn giải thích lên phường. Đúng rồi. Câu tiếp theo, nam ca sĩ Natalie có thể nói được bao nhiêu thứ tiếng? Kết quả? Cạnh tranh ghê ha. Kết quả? Oh. Dạ, đó là ngôn ngữ nào ạ? Tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha. Giỏi quá vậy ta. Bây giờ anh có thể nói 6 thứ tiếng cùng một lúc được không ạ? Cho anh hát được không? Được ạ. Lại đây bên anh, em hỡi trước khi chia tay. Tiếng Việt ha? Tiếng Pháp là Vieux m'embrasser avant de t'en aller ce soir. Vieux m'embrasser, on ne va plus se voir, mais on n'est pas fâché. Tiếng Anh là tonight is ours, but if tomorrow never comes, so let it be. My life will never turn around if you're with me. Tiếng Tây Ban Nha, abrázame y no me digas nada, solo abrázame, me basta tu mirada para comprender que tú te irás. À, 4 thứ tiếng. Hay, tiếp ạ. Ý. Te voglio bene, sai. Ma tanto, tanto bene sai,
yêu non có thế nó mãi. Rồi, thôi năm thứ tiếng thôi, bài kia không nghĩ ra mất thời gian quá. Thôi, em thấy là rất là thú vị luôn à. Ok. Ok. Rồi, câu cuối cùng nè. Anh Natalie và chị Mỹ Lệ đã bao nhiêu lần tổ chức sinh nhật bên nhau? Chị tự viết đi em. Mà gây lộn là vui hơn chứ lúc nào mà cũng tình thương mến thương thì... Cũng đưa ra. Thức chết. Ủa có hả? Sao không nhớ thế? Xóa đấy? Đi. Hả? Đánh cho bây giờ. Bao nhiêu lần tổ chức sinh nhật phòng trà không tên các loại chị phải đi hát. Lú lẫn ghê không? Em xin lỗi chị, em không nhớ. Anh chị đã trả lời được 5 trên 10 câu hỏi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần phạt của anh chị. Và phần phạt dành cho anh chị đó là một bài hát mà anh chị cùng nhau trả lời đúng sẽ quay về. Xin mời anh chị tái hiện lại ạ. Anh nói trước là ca khúc này chắc phải 8 năm rồi anh với chị Lệ không hát. Nên là lời thì chắc chắn là không nhớ. Không sao đâu. Đặc biệt là về chị Lệ, bởi vì anh hơi nhớ mang máng với anh viết ca khúc này. Nên là anh hơi nhớ. Okay. Lệ là chắc chắn không nhớ. Ok. Người yêu hỡi đừng buồn, nếu mây trong mai không quay về để trời xanh. Một mình buồn lê thế. Thấy không, hát sai luôn, ca càng ám mê. Một mình buồn lê thế. It's you, you sai, not me sai. Hát lại, ổ lắm. Người yêu hỡi đừng buồn, nếu mây trắng mai không quay về để trời xanh. Một mình buồn lê thế. Rồi sẽ có một ngày mây buồn theo gió sẽ trôi về để trời kia càng yêu càng đam mê. Đã yêu là thế. Nửa tiếng trôi qua, quý vị, những giây phút mà quý vị thấy một sự lắng động và mênh mang trong âm nhạc thì chúng tôi đã có một tiếng rưỡi để tập luyện và tất cả trả lời bài hát. Sau đó thì cũng có khớp. Nhưng hy vọng là sau bài hát này tình bạn sẽ khăng khít hơn. Không đâu. Không, cái này em biết không? Tại vì quá lâu rồi không hát chung với nhau. Nói chung là khán giả rất là thông cảm về những điều đó và họ thích những cái điều mà gọi là tùy hứng trên sân khấu và tùy hứng. Nhưng mà cái này là đặc biệt dành cho khán giả của chương trình. Anh với chị Lệ thì anh nghĩ là có cái sự đồng cảm trong âm nhạc và rất là hợp gu trong âm nhạc. Rồi, hợp gu hay không em không biết, nhưng ngồi nãy giờ em thấy cãi lộn hơi nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với góc soi mói.